Một mẫu người đàn ông như thế nào? Có hương mập giống như anh đang trường đó chị. Bên đây đang nằm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Xin chào Quỳnh Linh. Xin chào chị Cát Tường. Và xin chào tất cả khán giả. Bạn tên là gì? Dạ em tên Ngô Bá Tòng. Năm nay em 30 tuổi. Làm nghề gì? Dạ em bên kinh doanh. Chào bạn ạ, bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đại Yến Thi. Năm nay em 23 tuổi ạ. Thi đang làm việc gì ạ? Dạ trước đây thì em làm nhân viên lễ tân cho công ty du lịch. Nhưng mà hiện tại thì em mới xin nghỉ việc ạ. Và em đang tìm kiếm công việc mới chị. À, quê quán em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai chị. Em ơi em 23 tuổi bên đây 30 tuổi em thấy thế nào em? Dạ em thấy cũng hơi lớn chút xíu thôi anh. Hơi lớn chút xíu hả? Lớn gì không đâu. Không nói tuổi lớn thì thôi chứ mặt trẻ trung lắm em. Khoảng chừng 21 em 2 gì vậy. Dạ vậy được không? Nhưng mà vấn đề là em bây giờ có dự định có kết hôn, ý định kết hôn chưa? Dạ hiện tại thì em muốn tìm hiểu một người bạn trai trước chị. Còn kết hôn thì để từ từ xem xét sau chị. Khoảng bao lâu em thấy là phù hợp nhất? Em nghĩ chắc tầm khoảng 2 đến 3 năm chị. Tại em vẫn còn trẻ quá chị. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào hết chị. Ồ oh. Nghe lên đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bên đây cười chúm chím rồi đó. Sao tao? Bên đây chưa có mối tình nào hết thì còn bạn thì sao? Em cũng mối tình chính thì cũng 2-3 mối tình thôi. Còn hồi? Dạ cũng 1-2-3 mối gì đó. Tổng cộng khoảng cực cả chục ta. Chưa tới đó. À vậy là kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì tụi em bây giờ cũng là 30 rồi. 30 rồi, trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đến với nhau được? Em thì nói chung công việc của em cũng hồi đó cũng đi nhiều ấy. Đó, nói chung cái sự quan tâm bạn gái em không có nhiều nữa. Thì con gái mà ai cũng muốn có sự quan tâm nhiều đúng nữa. Đúng rồi, em muốn quan tâm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em có đi nhiều không? Cũng bây giờ cũng ít rồi anh. Cái hướng của em là xác định là tìm một người nào đó để mình lập gia đình anh. Mà bạn đã muốn lập gia đình giờ bây giờ liền chưa bạn Tổng? Thì em nghĩ khoảng tầm 1 năm đó chị ơi. À khoảng tầm 1 năm ha. Bên kia 2-3 năm nữa mới lập gia đình. Bạn có chờ nổi không? Cái đó để em cũng xem sao chị. À, bạn thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ nhìn hiền, có gương mặt giống như anh đang trường vậy đó chị. Đang trường hả? Dạ. Bên đây đang nằm. Đang ngồi, bên đây đang ngồi. Bạn không thích những điểm nào ở người đàn ông? Dạ đầu tiên là da trưởng chị, lăng nhăng chị. Anh bà, bạn Tòng có da trưởng không? Có lăng nhăng dạ, không? Dạ cũng có chút da trưởng chị ơi. Có lăng nhăng không? Dạ, không nhiều ạ. Không nhiều, tức là con cái đó thôi. Không, bởi vì như mình quen một người sau đó mình chia tay mình quen người khác á. Ừ. Thì dạ em chào chị ạ. À, chào bạn. Lăng nhăng là lăng nhăng làm sao? Dạ cũng như mình khi mình chia tay một mối tình đó chị, nói chung con trai mà gặp con gái nói chung là dễ thương thì cũng phải nhìn. Cái đó đâu phải gọi là lăng nhăng, cái dạ. Đó thì mình hết mối tình này thì mình mối tình khác thì bình thường. Dạ. Khi nào mình đang quen cô này rồi mình những còn đĩa vòng vòng để mình để dành đó, khi nào mình chia tay cô này cái mình có liền sẵn đó, cái đó mới không ổn. Dạ không có chị. Có vậy không? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc. Vậy còn gia trưởng là gia trưởng sao? À, gia trưởng nghĩa là tính em thích độc sự độc lập á chị. Chung những việc anh em làm thì em có hỏi qua nhưng mà cái quyết định vẫn là của em là chính. Rồi thí dụ việc người ta làm người ta có cần phải báo cho em biết không? À, nếu là người yêu á thì chưa, nhưng mà nếu là vợ thì phải có chị. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị ok hết rồi chị. Ok là cái gì? Như nhà cửa, công việc nói chung thu nhập hay như thế nào là cái tinh thần em nó được hết rồi. Với lại còn từ họ hàng ông bà nhà em á, chúng cha mẹ cũng quyết vấn đề đó rồi. À nhưng mà lấy nhau về là mình ở chung với ba mẹ hay là mình không ở riêng chị? Vậy ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em hiện tại ở Đồng Nai chị. À mình ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vậy là hợp với bạn bên kia ở Đồng Nai. Hỏi cái nữa là cái chuẩn người bạn gái của người vợ em tìm là người như thế nào? Cái người thứ nhất á là cũng người trung tình một chút. Một chút thôi hả? Phải trung tình. À, đúng rồi. Còn cái thứ hai á là trung hiền hiền chút chị, nhưng mà đừng hiền quá. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Nói chung là xã giao mạnh quá về vấn đề như quan hệ nói chung đám đông á, đừng mạnh quá. Xã giao. Xã giao mà mạnh nó lạ lắm nha. Xã giao mạnh mạnh là sao em không đồng ý là sao? Có nghĩa là như vậy nè anh, có nghĩa là chẳng như công ty á, công việc á thì nó đâu cũng đi công ty nên nhiều khi ăn uống cũng được, nhưng mà đi mà như tăng 1, tăng 2, tăng 3 là không biết gia đình. Nghĩa là xã giao yếu yếu thôi, cỡ tăng 1 về được rồi. Dạ đúng rồi. Xã giao mạnh mạnh là đi tăng 2, tăng 3, tăng 4 nhìn Quyền Linh gì đó gọi là xã giao mạnh mạnh. Có nhà không có tăng nào nha. Anh đi suốt sáng luôn không có tăng nào. Rồi rồi được rồi, xã giao yếu yếu. À, em ơi anh giao. Nghĩ thế này nè. À, phụ nữ mà em mình cũng vậy, đàn ông vậy, đôi khi mình đi chơi với bạn bè vui á thì mình cũng phải đi theo bạn bè luôn chứ không lẽ như này đừng làm bậy thôi. Đi chơi thì vui chứ đâu có gì đâu mà đừng nghĩ tăng ba là xấu. Em hiện đại nhưng mà có chút phần gì đó phong kiến. Hơi phong kiến chứ. Dạ đúng rồi.
Bởi vì nếu mình có gia đình mà có con cái thì nhất tăng 1 thì được. Nghe những chia sẻ của bạn Tòng thì bạn có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh đó cũng hơi khó chịu đó chị. Tuy nhiên ngược lại thì chị thấy sau khi tiếp cận thì chị thấy anh cũng là một người rất là thẳng thắn, rất là thật. Dạ. À, tướng tá mặt mày rất ok. Em cái hình mẫu lý tưởng của em đầy đủ gái thế nào? Nói chung là mình thấy là dễ thương một chút anh. Dạ. Cao ráo sao? À, cao thì 1m7 trở lên đến 1m65 trở lại thôi. Có hình mẫu nào không? Bên kia đang trường đó. Em thích cái chị Nhật Kim Anh á. À. Bởi vì em thấy cái đó có một mẫu người của gia đình. Xem nha. Đây có giống giống gì Nhật Kim Anh không ha? Hello. Chào em. À, anh bên đây đẹp trai, nói chung là hơi gia trưởng chút xíu, không có nhiều. Cái vấn đề là họ chững chạc. Đấy. Quan trọng còn nếu như mình mà quen người không chững chạc á, ta cái gì ta cũng giấu giấu rồi dần lòi ra lớn lớn là mệt. Hả? À, dễ thương. Bên đây không có giống Nhật Kim Anh mà hơi giống Lan Anh. À, hôm nay em đi có người nhà đi thăm nào không? Có chị, dạ có gia đình bác của em. Dạ, chào anh chị ạ. Dạ anh chị nhận xét thấy anh Tùng bên kia như thế nào ạ? Nếu mà nói về tuổi tác, hình thức thì bác thấy là ok. Nhưng mà còn một cái nữa thì Tùng có cho phép bác được nói sự thật không ạ? Dạ không, bác cứ thoải mái. Dạ. Tùng có gia trưởng cũng giống bác đó. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là cháu chưa dứt khoát. Anh nếu mà là ông gia trưởng quá thì có thiệt thòi gì cho người phụ nữ không anh? Không, đối với bà xã với trong gia đình tôi thì lại rất là thoải mái. Khi mình làm một cái gì ấy, thì là cái ý gia trưởng của mình đưa ra. Nhưng mà phải chờ gia đình xem là những cái nào nghiêng về mình và những cái nào không nghiêng về mình. À, đúng rồi. Anh cho em nói chuyện với chị xíu anh. Dạ, dạ chào chị. Dạ, chị với anh lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, được 27 năm rồi chị. Dạ, dạ, chị cho em ý kiến về cái gia trưởng của anh. Chị có cảm thấy thoải mái như anh nói không ạ? À? Dạ, có. Dễ lắm, không có gì khó hết. Anh nói gia trưởng như mà anh nói có ý nè Tường. Gia trưởng giữa Tòng và anh khác nhau. Anh gia trưởng anh đưa ra bàn bạc mọi người cùng quyết. À, tức là cá nhân đưa ra tập thể quyết. Rồi bên Tòng á, là cá nhân đưa ra và cá nhân cũng quyết luôn. Hai cái khác nhau đúng không anh? Rồi, cảm ơn anh. À, hôm nay Tòng đi với ai? Thì em đi với bạn thân của em. Nãy giờ mình chia sẻ thì bạn thân thấy có hợp nhau hay không? Em cũng chơi với Tòng cũng được 7 năm rồi. Thì em biết là tính Tòng rất là dễ dãi. Nói thẳng ra là Tòng rất là chiều bạn gái đấy. Nên em nghĩ là rất là ok. Yeah. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Tôi nghe một câu rất là hay, tức là Tòng rất là dễ dãi. Dễ dãi là sao vậy Tòng? Không, cái này là tính em thoáng á chị. Thoáng. Chứ không phải là dễ dãi. Chơi nãy giờ mình phân tích hai bên để hiểu hơn ha. Bây giờ mình cảm nhận được về nhau rồi. Chúng ta gặp nhau để chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn nữa. Nào, mời kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà hối lộ bạn. Dạ, cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước ha. Dạ. Vừa nãy anh có nghe nói là mình khoảng 2-3 năm sau nữa mình mới lập gia đình á. Dạ đúng rồi ạ. Thì bởi vì anh cũng, bởi vì anh năm nay cũng 30 rồi. Anh muốn vợ lắm rồi. Đó, bởi vì năm nay 30 thì cũng muốn là nói chung có một gia đình nó ổn định tất cả mọi thứ á. Bởi vì hiện tại anh thấy là anh là khá ok vấn đề mọi thứ. Dạ. Nên anh kiếm một người vợ, nói chung cũng quen nhau khoảng 1 năm thôi thì sẽ cưới. Thì anh muốn hỏi nâng cấn vấn đề đó. Thì ý em như thế nào á? Dạ ý em thì trước giờ em chưa quen ai thì em suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi quen anh rồi thấy anh hợp ok thì 1 năm cũng không sao. Hay. Cái này hay nè. Bây giờ chưa có thử sao mà biết được. Ăn thua bạn có sức thuyết phục người ta hay không? Ở chỗ em, nhà Đồng Nai là chỗ nào em ha? Dạ em ở huyện Cẩm Mỹ anh, gần Long Thành. À, bên anh nhà Long Thành á. À dạ hồi xưa em cũng ở Long Thành, nó hộ khẩu thật ra thì vẫn ở bên Long Thành á. À. Trời, quen nhau uống bò sữa đó cũng được. Cảm nhận về nhau thế nào? Không, bé này thì em thấy dễ thương đó. Bé nào? Bé đó, bé đứng hay bé ngồi? Dạ, ngồi anh. Bé ngồi hả? Đúng rồi. Không, nói chung ngoại hình thì anh không chê được vấn đề gì cả. Nói chung có một số điều anh lấn cấn về nhiều khi cái suy nghĩ của anh với lại cả về 7 tuổi á. Bởi vì em cũng chưa bắp bắp nhiều. Đó, nên anh cũng còn lấn cấn vấn đề đó. Có gì đâu lấn cấn, người ta em như trang giấy trắng, anh về muốn viết gì đó anh viết thì quá dễ dàng cho anh rồi, anh lời quá rồi anh còn gì nữa. Anh gặp thử bé đứng coi anh nói chuyện đó được không? Đúng không? Bé anh đứng quá mệt may mắn. À. Gặp anh bé đứng là mệt lắm á. Cái nhìn đầu tiên thì em thấy anh cũng rất là dễ mến, chững chạc. Còn từ từ thì phải có thời gian mới trả lời được anh. Thôi, bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ha. Nhìn thẳng vào mắt nhau, đừng nhìn đâu cả. Và mỗi người nói một câu gì đó để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này. Thì tính anh thì nói chung thẳng thắn. Thì anh muốn là nếu cảm nhận á, nói chung em rất được, nhưng mà anh sẽ, anh còn một cái gì đó nâng cấn. Không, nâng cấn hoài này. Dạ. Nhưng mà anh thích em, đó là sự thật. Còn bạn gái?
Thì em thấy anh cũng dễ mến, em hy vọng là chúng ta sẽ tạo một cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Cảm ơn. Thôi hết thời gian. Chúng ta có 3 giây để suy nghĩ. Nào, mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là một quyết định rất là quan trọng. 3 2 1 1 Hết thời gian. Như vậy là bạn trai không bấm. Bạn vẫn lấn cấn. Em vẫn lấn cấn. Dạ đúng rồi. Em muốn là một người nào đó em cảm thấy là em bạn này thì... Em không lấn cấn. Dạ đúng rồi, bạn này thì quá ok rồi đối với em rồi. Nhưng mà nói chung còn một số cái gì đó em cảm thấy nó còn ấy. Còn lấn cấn. Nói chung vậy đi ha. À, không sao cả. Duyên nó chưa đến với nhau. Và anh nghĩ rằng là chúng ta chưa gặp một nửa yêu thương của mình. Vậy thì chúng ta hãy là những người bạn thân với nhau. Biết đâu những người bạn thân đó thời gian hết lấn cấn. Thời gian nó hết lấn cấn. Rồi mình sẽ đến với nhau thì sao? À, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn, rất là tôn trọng ý kiến của hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Cảm ơn chị rất nhiều. À, cảm ơn chương trình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Chết rồi, em xấu quá rồi, giờ sao anh? Cô gái dễ thương quá. Tự nhiên cái bạn này làm em thấy lấn cấn trong người luôn rồi nè. Anh cũng cảm giác hơi lấn cấn. Có nghĩa là anh này, anh rất là thật tâm, anh muốn tìm một đúng người để cưới. Đây nhưng là mà người anh là, nè, những gọi cái là lấn, vững chắc đấy. Những cái lấn cấn của anh là cô này còn trẻ quá, anh đúng sợ rồi. Đó. Trẻ quá thì đâm ra là chưa có trải nghiệm thì sợ sau này về rồi lúc đó mới bắt đầu muốn trải nghiệm thì anh cũng hơi bị lấn cấn. Bởi đàn ông khó lắm quý vị, chẳng biết đàn ông như thế nào để vừa lòng nữa. Thật sự anh tạm đứng xuôi lui đằng sau đi. Thật sự em nói thiệt, đàn ông nó quá là phức tạp. Phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, nhưng mà cỡ nào đàn ông cũng không chịu đâu sao có chuyện gì sống đâu, sao lấn cho cấn, vừa đâu lòng người. Phức tạp. Phụ nữ mới là những người phức tạp. Nói tóm lại hôm nay mình cũng rất tiếc với cặp đôi đó, nhưng mà không sao, song phẳng rõ ràng như vậy. Okay. Đơn giản thôi. Được, nói được. Không được, nói không được. Không được là cứ nói lấn cấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem là một trong hai có ai có bị lấn cấn cái gì nữa hay không. Hạ màn. Ôi trời ơi, lấn cấn quá, quên hộp quà luôn. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Chào bạn. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Phạm Nhật Hằng. Em năm nay 23 tuổi và quê em ở Long An. Em là giáo viên dạy âm nhạc ạ. Người lớn hay trẻ em? Dạ, trẻ em cấp 1. Bạn giới thiệu về mình. Em tên Lê Tuấn Anh. Em giáo viên dạy mỹ thuật ở Long An. Em năm nay 26 tuổi. Bên kia dạy âm nhạc đây, dự thực coi chừng có gần chung trường không ta? Em hồi đó em học ở đâu vậy em? Em học ở cao đẳng sư phạm Long An luôn ạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Phương thì em trải qua khoảng tầm 6 mối tình. Hồi đó giờ yêu một mình bao gồm tất cả chỉ các đường thôi. Cái mối tình kéo dài nhất là bao lâu? 2 năm. Đó là mối tình hồi em học cao đẳng năm thứ 3. Em ra trường hết gần 1 năm mới chia tay. Đó. Tình sử bên đây là như vậy, tình sử bên kia thế nào vậy ta? Dạ em cũng chưa có mối tình nữa. Tôi cũng tìm hiểu nhưng mà chưa thấy phù hợp. Nguyên nhân tại sao bạn biết không? Tính em cũng chắc cũng khó, với lại đi học thì chỉ lo học thôi, không có quen. Rồi sau này nghĩ là ra trường đi làm thì sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, thì sẽ dễ tìm kiếm bạn trai hơn. Nhưng mà thực chất là em cũng không tìm thấy. Tại vì về trường thì mấy thầy cô cũng lớn tuổi không à, nên cũng có gia đình hết rồi, em là nhỏ nhất. Dạy âm nhạc là dạy hát hả? Hay là dạy bộ nhạc cụ dạ, nào? Dạ đúng rồi, dạy hát vậy. Vậy là hát hay lắm rồi. Thôi trước tiên mình hát một khúc để tặng mọi người đi. Dạ. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng. Cảm nhận thế nào tiếng hát vừa rồi bạn? Rất hay. Dân Long An biết hát cải lương không?
Dạ, em quê Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Dạ vâng, quê nhà em chỉ làm việc ở Long An. Rồi bao lâu mới về Hà Tĩnh lần? Dạ, thông thường thì một năm em về một lần. Vậy thì bây giờ gia đình ngồi Hà Tĩnh hết? Dạ vâng. Lấy vợ về ở Long An, ở Hà Tĩnh? Dạ, lấy vợ về thì phải ở Long An thôi, vì công việc của em ở trong đó. Bạn ở ai với ai ở Long An? Ở trong tập thể giáo viên này. Bây giờ lấy vợ về cũng ở tập thể luôn hả? Dạ, lấy vợ về thì phải có nhà riêng rồi có gia đình riêng, chứ ở trong tập thể chắc không có ổn. Bây giờ nhà riêng là tính tới chuyện đó chưa? Dạ, cũng đang tính anh ơi. Khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, khoảng tầm mới được 30%. Mới có 30 rồi. Đó, anh Linh ơi, về nhà em ở luôn à? Đó. Được rồi đó. Dạ. Được không? Tại nhà em cũng ít người lắm, mà mẹ em thì cũng muốn có ở rể. Cái này được rồi nha, cái dù ở rể được à, bạn nghĩ sao bạn? Coi như bạn làm dâu á. Làm rể là sao? Được không dạ, bạn? Thì, thật sự thì em cũng không thích ở rể. Nhưng mà nếu vì đặt điều kiện đặc biệt nào đó thì mình có thể ở được. Cũng bình thường thôi mà. Sao đâu? Về ở với ba mẹ vợ, với ba mẹ mình thôi mà. Dạ đúng rồi. Ủa bạn gái ở nhà bạn mấy có mấy người? Dạ chỉ có em với chị thôi anh Linh ạ. Hay quá. Bây giờ bạn này ở Hà Tĩnh thì thật sự cái vùng miền nó cũng hơi khác xa nhau. Gia đình mình có ngại gì không bạn? Ở nhà em thì cũng không có ngại. Bản thân bạn thì bạn thấy bạn có những cái sở trường gì và những cái điểm yếu nào? Tính tình của em thì cũng là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Sở trường thì em hát được, chơi thể thao được. Và... chơi thể thao môn gì? Môn nào em chứng được. Ví dụ như môn đá băng, cầu lông, bóng chuyền là em chơi được hết. Ghê vậy hả? Điểm yếu của em thì em hơi lười, hay quên nữa. Hay lười là lười sao? Ví dụ một cái việc đó em định là cái ngày đó em sẽ làm, em giải quyết hết, nhưng mà tới ngày đó rồi cái mình cứ để cho nó qua, mình cứ nói chưa tới, chưa nhất thiết. Người ta nói là nước tới chân thì mới nhảy, còn em là để tới cổ rồi em bơi luôn. Vậy hợp rồi em ơi. Hợp không? Anh còn bơi không mà. Trời. Hai chồng mà lấy nhau vậy rồi không biết cái nhà cửa ra sao à nha. Sao? Rồi ít bữa không lo ngập nước gì ơi. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn, biết làm nhiều thứ. Mọi thứ thì cũng biết làm ít thôi. Có biết làm việc nhà không anh? Nấu ăn, giặt đồ gì làm được. Mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Thứ nhất thì cái này không thể nói dối được, phải xinh một xíu rồi. Chết rồi, em xấu quắc rồi, giờ sao anh? Xinh quá rồi. À bên đây không có cần xinh quá đâu bạn. Là sao, là cần xinh hay là không cần xinh? Không cần xinh lắm. Rồi gì nữa không bạn? Thích người con gái tóc dài, đừng nhuộm lẹ lẹt cả. Hiền, vui vẻ, quan tâm gia đình, hoạt động mọi người là được rồi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Ghen tuông với lại gò bó em quá nhiều. Tính em thì cũng hay lông bông lắm. Cho nên em có ghen không? Lo lông bông là sao? Tất nhiên phải có rồi anh. Phải có sao không cho người ta ghen? Yêu tao mới ghen chứ. Dạ, hạn chế. Em cứ hay đi chơi với bạn bè nhiều đó. Chỉ có việc nào mà thấy em quá đà thì ngăn em lại thì được. Mà em đi nhiều không? Dạ thì thông thường một tuần khoảng tầm 3-4 ngày em cũng đi chơi. Đó là em lúc em độc thân, còn em lấy vợ về mà một tuần em đi 3-4 ngày rồi. Ở nhà ai chăm vợ chăm con? Dạ, cái đó tới lúc đó mới biết được chị ơi. Vì bây giờ mình chưa trải qua, chưa biết. Giờ vậy lúc một tuần 3-4 ngày em đi chơi với bạn bè của em thì vợ em cũng đi chơi bạn bè của cô ấy được không? Hay là dạ, vợ phải ở nhà mới được. Dọn ở nhà? Nói chung là chồng sao vợ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tao nói nồi nào úp dung nấy à. Yêu nhau hai chồng nhà mà mạnh ai nấy đi rồi thì cái nhà là cái gì? Đi khi nào phải nhớ mình đi kiếm. Quan điểm này cũng vui nha Linh. Dạ. Khoáng thoáng. Cũng lạ. Cái gì có móng tay để dài ngoằng vậy, đưa xe cái bàn tay ra coi. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Tại vì mấy bữa nay chưa cắt được. Không được có đủ thừa hoàn cảnh. Ê, nó nghe nè. Họa sĩ để móng tay dài lên. Ê, cái bàn tay này mà sơn lên dám đẹp hơn bàn tay tôi lắm đó nha. Thôi chứ chưa thấy ai để nguyên bàn dài ngoằng vậy luôn á. Vẽ tranh trong xước cho nó có cái đường. À, làm đường xước á hả? Khỏi phải dùng dầu. Dạ, khỏi phải dùng bay. Đúng rồi, cái đó phong cách mà. Em thấy nó sao sao á anh Linh ơi. Sao sao hả? Dạ. Thấy nó hơi dị dị. Dạ đúng rồi. Em không. Ô, chào em. Nhưng mà em thích cái ngoại hình thế nào người bạn đời của em? Phải cao trên 1m65. Vừa người nó ốm ốm được không? Ốm thì được, ốm về em nuôi mập. Mà sao cô giáo ở đây dễ thương mà. Khổ lắm, bởi vì anh này anh tính nghệ sĩ mà. Suốt ngày cứ mênh mang một cái hình cô gái nào đẹp thì đẹp để vẽ không à. Dạ, thì em dạy nhạc, em học nhạc thì em cũng vậy đó. Cũng dạ. Tưởng tượng một cái người nào đẹp, cảm xúc gì đó nó mênh mang lãng mạn đúng không? Nói chung hai người nghệ sĩ hết. Hôm nay em đi có ai người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay thì có bạn thân của em ạ. Dạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ, thì em thấy là anh cũng dễ thương, vui tính.
nói chuyện cũng thẳng thắn. Về cái nghề nghiệp hiện tại á, thì hai người cũng tương đối là rất là phù hợp với nhau. Rồi về cái quê quán hiện tại thì cũng tương đối gần nhau luôn. Cái vấn đề mà như là lúc đầu anh nói là cái chuyện ở rể á, thì em nghĩ rằng nhà của bạn của em á, là ba mẹ rất là sẵn sàng chào đón. Tại vì chỉ có hai chị em gái cho nên là cũng muốn có con rể về ở chung. Rất là mong bạn em sẽ tìm hiểu rồi cảm thấy nếu mà hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Vâng, cảm ơn bạn, lời nhận xét rất là sâu sắc. Còn bạn trai, đi với ai không? Dạ em đi với em gái của em với lại hai người bạn. Em ruột á hả? Dạ em ruột. Em nhận xét về chị gái bên đây như thế nào? Riêng bản thân em thì em thích giáo viên. Đặc biệt là chị lại chơi bóng chuyền, bóng đá này nọ. Em cũng khá là giống chị. Theo em thì em thích. Anh em có những cái điểm xấu gì không? Hơi nóng tính. Nóng vậy thôi nhưng anh không khùng. Em nóng nhất là cỡ nào em? Có thể là nắm cái gì đó em dục. Giờ em hạn chế lại rồi. Thôi bây giờ nãy giờ mình trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ cho hai bên gặp nhau nha. Nào kéo màn lên. Rủ như mà có lấy nhau gì đầu tiên cắt hết mấy ngón tay của anh cho chị. Cô giáo thầy giáo. Anh có món quà đặc sản của anh. Dạ. Tặng em. Em cảm ơn. Món quà này là anh vẽ đó hả? Dạ vâng. Đâu rồi cái ngón quà anh vẽ vậy là cái 10 cái ngón tay dài dài anh cạo chỗ nào đâu anh chỉ coi. Mấy cái chỗ xước xước ở dưới cái thuyền đó chị, ngón tay em làm không? Đấy hả? Dạ dạ dạ. Thế mà lấy ngón tay mình dài vô hả? Dạ vâng. À hiểu rồi. Chùa đẹp quá. Một bức tranh về gia đình. Gia đình người ta có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về. Rất là lãng mạn. Cái gì cũng có đôi có cặp hết rồi, không có đôi có cặp. Cô giáo nhà em ở đây nè. Đẹp rồi. Đây một bức tranh rất ý nghĩa. Chúng ta sẽ có một vài phút để trò chuyện với nhau. Em thấy anh sao? Dạ thì em thấy cũng được. Anh thấy em xinh quá. Nói chuyện hồi nãy anh giờ rung quá trời rung quá. Anh có hút thuốc không ạ? Anh không hút thuốc. Dạ thì em nói luôn là cái vấn đề không phải là ba mẹ em là muốn bắt ở rể. Mình có thể mình ở gần thôi. Nếu được ở rể thì quá tốt rồi. Vì là đàn ông con trai mà kêu mà giờ đi ở rể thì thấy ấy thôi. Anh cũng chưa biết nhiều về. Có thể là sau chương trình này mình gặp nhau. Không là yêu đương gì đó thì mình bạn bè. Bây giờ em có muốn nói gì không? Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Thì em chỉ cần anh là đủ chân thành để cùng em vượt qua mọi khó khăn. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không bấm nút. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đây chúng tôi sẽ gửi bạn các những cái vé xem phim. Hy vọng chúng ta sẽ có một không gian thật là lãng mạn bên nhau để tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Bây giờ hôn cái hôn đầu tiên đi. Hôn đi. Nào. Trời ơi. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin chúng tôi. Điều ảnh không có thấy gì vậy, tại ảnh đen quá không thấy gì hết. Mày thu tiền rồi anh ha. Dạ thu tiền cho em giữ tiền luôn ha anh. Cho em phật kết luôn. À bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai cũng đã ngồi ở đây. Vậy cô bạn gái đâu? Xin chờ Cát Tường trong 30 giây thôi nha. Tường sẽ mời bạn gái của ngày hôm nay vào. Rồi tới đi em, thẳng thẳng. Rồi cái ghế bên trái của mình nha, ngồi xuống. Xin mời hai bạn, chúng ta có thể mở mặt nạ. Rồi, ok, chào em. Em hãy giới thiệu bản thân mình trước đi. Em tên là Cát Tường, em tên là Nguyễn Văn Nên, quê em ở Thái Bình. Năm nay em 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Chủ quán bán cháo lòng. Chủ quán bán cháo lòng? Dạ. Ai nấu cháo? Em ạ. Bán được bao lâu rồi? Em bán được 4 năm rồi. Quán đắt không em? Dạ, bán đắt ạ.
Em thì bán sáng đến 11 giờ em nghỉ rồi. Rồi chiều làm gì? Chiều em nghỉ. Cần người phụ bán cháo lòng không? Dạ, có đang cần lắm ạ. Cần người thu tiền hay cần người chạy bàn? Dạ, thu tiền. Cần người thu tiền. Thích ăn cháo lòng không cơ? Dạ, em rất thích ăn. Gia đình em ai cũng thích. Chị cũng rất thích ăn cháo lòng, biết không? Cháo nhiều khi mệt mệt mình ăn vô nó đỡ mất làm biếng nhai ha. Ăn cháo nó khỏe dễ ăn. Hôm nào qua nhà bạn gái nấu đãi một thử một nồi cháo lòng cho cả nhà cùng ăn được không? À, được ạ. Ăn cháo lòng của ảnh là đi theo ảnh luôn á nha. Cẩn thận nha. Dạ. À, trước khi bán cháo lòng thì em làm gì? Trước khi bán cháo lòng thì em làm bên cơ khí. Tại sao đang làm cơ khí ngon lành đi bán cháo lòng? Mình thích tự chủ hơn. Rồi, bên em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Mỹ Hằng, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng và em hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nay chỗ nào? Dạ, em Cù Lao Phố chị. Biết Cù Lao Phố rồi, qua cầu Gành phải không? Dạ, đúng rồi. Biết cầu chỗ đó không? Cù Lao Phố. Em dắp gần cầu An. Cầu An gần xịt. Cầu An em băng qua cầu đúng không? Băng qua cầu quẹo phải. Quẹo phải là em vô đường chợ Biên Hòa, đường Cách Mạng 8 đúng không? Chạy hết ra tới cuối đường Cách Mạng 8 là ra cầu Gành. Đó, tới cầu Gình em quẹo phải là ra Cù Lao. Từ bên em mà nếu qua bên đây là không tới nửa tiếng đồng hồ. Hồi xưa tôi có ở 5 năm ở Biên Hòa, tôi rành lắm. Bao lâu thì qua thăm bạn gái được một lần? Và nếu mà bạn gái có thời gian thì ngày nào cũng có thể được. Ngày nào cũng qua, chở em qua bển ăn cháo lòng, phụ thu tiền, được không? Dạ, nhưng mà ban ngày thì em đi làm nên là chỉ rảnh buổi tối thôi, không biết bạn Nam buổi tối. Anh buổi tối, buổi sáng anh bán cháo lòng rồi. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích tham gia phong trào, em nấu ăn ngon, hát hay. Em nấu ăn ngon có thể phụ anh mở quán rồi. Em nấu được nhiều món như lẩu Thái, rồi bún bò Huế, gà chiên, đó. Gà chiên nước mắm. Có khi nào mình phát triển lên cái nhà hàng mình bây giờ nó lên thành cái, những cái quán ăn nó nhiều món hơn không? Dạ, cháo lòng ngoài người ta cũng ngán. Dạ. Điểm yếu mình có gì không em? Em cũng hơi nóng tính, khó tính đó chị. Nên em mới lên chương trình này. Đúng rồi, ai cũng có khó tính hết trơn á. Rồi em cũng cần một bạn nam là trưởng thành, điềm đạm, nhường nhịn em, chỉ ra em biết cái sai. Tại vì em cũng tính cũng trẻ con. Em thì làm việc cũng hay gấp gáp nhanh nhanh. Em cũng là người ít nói chị. Em muốn người bạn trai ít nói hay nói nhiều? Em muốn bạn trai có khiếu hài hước một tí nha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em rất là vui tính. Vui không? Vui ạ. Chắc vui không? Chắc vui. Nào nói gì cho bên này cười coi. Chứ chị nhìn mặt em thì chị thấy vui rồi đó. Dạ. Không biết bên đây nhìn có vui hay không thôi. Nói cho chị Cát Tường cười trước thôi. Em cười sao? Điểm mạnh của em là nấu ăn rất ngon. Đặc biệt món cháo lòng, thậm chí còn nhiều món khác ngon nữa. Em nấu lẩu rất ngon. Nấu lẩu rất ngon luôn. Về hai bạn nấu ăn rất ngon. Thích người con gái là không biết nói quá, cũng không nói nhiều quá. Có khuyết điểm gì không? Hơi nóng tính, thích sạch sẽ mà lại hơi lười dọn chút xíu. Ủa vậy ai dọn cho em sạch? À, mai mốt thì hai vợ chồng cũng dọn. À, em có ý định lập nghiệp trong này luôn hay có ý định về quê? Em thì lập nghiệp ở đâu cũng được, nhưng mà chắc là trong này. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin cơ bản của hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy bắt đầu đưa ra dự đoán của mình đi, xem là cặp đôi ngày hôm nay họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau không nhé. Để xem ai sẽ là người nhận được phần quà vào cuối chương trình. Bây giờ em cho chị biết là tình trường của em như thế nào? Em chưa có mối tình nào, hồi đi học đại học em chỉ yêu đơn phương thôi chị. Sao kỳ vậy? Em có biết nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai không? Chắc là tính em cũng khó tính rồi. Giống như là em đòi hỏi bạn trai là phải ga lăng rồi, phải chăm sóc em. Người ta nhắn tin em chậm em cũng giận. Trời ơi, đó, thấy chưa? Em muốn là bạn đó phải bên em. Bên 24/24, nghỉ bán cháo lòng luôn. Dạ. Mình phải thông cảm công việc của nhau, giờ phải mưu sinh kiếm sống, sau này còn đẻ con đẻ cái nữa. Cái giờ nào người ta đang lỡ, người ta đang múc bán đắt quá, người ta trả lời em trễ một chút. Nhưng 11 giờ trưa người ta dẹp tiệm xong rồi, người ta dọn vô là người ta sẽ gọi cho em. Dạ, thì thông giờ, cảm nha. Giờ em sẽ thay đổi ạ. Thông cảm, chứ như vậy cũng không được. Vậy là có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa luôn hả? Dạ. Có ai nắm tay mình chưa? Có, em nắm bạn thân em chị. Bạn nam bạn thân em. Bữa nay nắm tay bạn trai nha, cố gắng nha. Nay tôi cho hung mở hàng luôn á. Nghe cô ấy chưa có bạn trai em cảm thấy như thế nào? À, thích ạ. Chứ em không sợ, cô ấy chưa có kinh nghiệm, cô ấy nhõng nhẽo lắm á, cô ấy đòi hỏi nhiều lắm á. À, lúc đó em chiều được. Chiều được. À. Tình trường của em thì sao? Em thì có 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình đầu thì con nít, thì sau thì em quen khoảng 4 năm thì thời gian đa phần yêu xa. Cô ở đâu mà xa? Dạ cô cùng quê nhưng mà em ở trong này. Trong 2 năm nay có râu ria gì không? Dạ không, dạ mãi múc cháo quá. Mãi múc cháo không có thời gian. Dạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trung thủy, biết đối nội đối ngoại tốt. Về ngoại hình? Vẫn nước da trắng rồi em. Vậy em đương em... nhiên rồi, em là thuộc loại cục than rồi, ai cũng cắn. Em là người ta gọi là Quảng Ninh, rất Quảng Ninh. Dân Quảng Ninh, đen như than. Dạ, nói chung là kiếm tiền thì không cần phải giỏi quá.
Nói ngoại tốt, chủ yếu là vậy thôi. Cho vợ đi làm không? Không, đấy là công việc vợ tùy lựa chọn. Anh này có vẻ dễ tính. Dễ tính, được. Nếu muốn lập nghiệp trong này phải mua nhà trong này chứ. Là dự tính khoảng 2 năm tới. Mua nổi không? Nổi. Em muốn tìm ngọn người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là chín chắn, điềm đạm, lớn hơn em từ 1 tới 3 tuổi, dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Ảnh dễ nhìn, có điều ảnh không có thấy gì vậy, tại ảnh đen quá không thấy gì hết thôi. Có nghề nghiệp ổn định, trải đời nhiều thì cũng tốt. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích là bạn trai là gia trưởng, không chung thủy, hút thuốc. Có hút thuốc không? Em không. Đang nấu cháo lòng hút thuốc, rớt tàn thuốc vô cháo lòng sao? Không có hút thuốc. Uống rượu mà không biết giới hạn á chị. Có uống rượu không? Là có chứ. Nhưng mà em biết giới hạn không? Chủ yếu là giao tiếp thôi. Ít khi say xỉn. Biết đường về nhà không anh? Biết. Biết đường về nhà em á. Đừng về lộn nha. Đường em dành lắm, em cần đi lần em nữa. Đâu đưa coi có hình ảnh gì không cho chị coi coi. Trời ơi, đưa lúc cái người thì có một tấm hình này thôi hả? Dạ. Có người tham gia chương trình thì đưa hình gì đâu mà cả đống. Có người tham gia chương trình đưa một tấm hình một. Hình này chị cũng dễ nè. Chị muốn. Đó. Lựa đi. Hình có hai người hả? Theo cảm tính của mình hãy chọn đi. Chọn dạ. Một trong hai. Em chọn được rồi chị. Đâu? Anh nào? Này. Anh đó. Anh đen đen. Anh đen đen. Rồi bên đây. Rồi cô đội nón. Hai người này chơi trăm bù dễ mà. Thôi được rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đến lúc Cát Tường sẽ mở cửa trái tim này ra. Các bạn hãy tiếp tục đưa ra dự đoán của mình xem cặp đôi này có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Hãy cố gắng lên. Phần quà của Cát Tường đã sắp tới tay của các bạn rồi. Mở cửa trái tim. Rồi hai bạn lấy cái hình lên coi coi mình chọn đúng không. Chào em. Quá dễ mà. Hình quá đơn giản, mỗi bên có một người hà. Chúc mừng hai bạn đã có một linh cảm rất đúng. Chúng ta sẽ có một cái món ăn ăn trưa với nhau. Thật là ngon, vừa ăn các bạn vừa trò chuyện với nhau nha. Nè, cái này làm gì? Trời ơi, đã đen rồi mà còn không ga lăng là chết luôn. Nào vào mặt anh, cảm ơn anh và tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. À. Đây là quyển sổ với cây bút. Thì em muốn chúng mình sẽ viết lên câu chuyện tình yêu. Và em có ghi câu châm ngôn em thích. Anh có thể mở ra và đọc cho khán giả. Tặng anh thương mến, tình yêu rất mong anh và dễ vỡ. Hễ được điều này, bạn biết yêu thực sự, tôn trọng điều này. Bạn là người đang sống trong tình yêu, em Hằng. Ê mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì lạ không? Hôm nay cặp đôi này đã chọn trúng nhau nha. Mà cặp đôi này còn mặc áo tình nhân nữa nha quý vị. Đây là một cái dấu hiệu hơi hơi gọi là thần giao cách cảm nha quý vị nha. Mời hai bạn thưởng thức món mì spaghetti mà chương trình đã chuẩn bị cho buổi ăn trưa này. Vì Tường cũng rất đói bụng rồi. Thông thường không biết là bạn muốn hẹn hò, khi kéo rèm lên là chỉ có 2 phút để trò chuyện thôi nha. Dạ. Hôm nay mình vừa ăn vừa nói chuyện cho 5 phút nha, tranh thủ. Dạ. Muốn hỏi cái gì là phải hỏi. Mời hai bạn thưởng thức buổi ăn trưa của mình. Mời em. Dạ dạ. Anh có thích ăn mì spaghetti không? Anh ít khi ăn mì lắm. Anh chỉ ăn cháo lòng thôi. Không, anh ăn hay ăn bún? Em cũng thích ăn bún. Thế còn cháo, anh hay anh nấu cháo ngon mà anh không thích ăn cháo. Đi làm có gần nhà không? Dạ, cũng xa nhà em là 16 cây. Là anh đi làm công ty xong mà anh nghĩ anh mở quán cháo lòng là thích là tự mình làm chủ hơn. Đúng rồi em. Anh làm công ty được mấy năm á. Xong rồi mới đi học nghề, xong rồi mới bắt đầu là ra mở quán. Học nghề gì vậy anh? Anh học cơ khí chế tạo máy. Mà anh thích mở quán cháo lòng hơn là mở quán bán về, mở quán về cơ khí hả? Nhiều khi mình học nghề nhưng mình chưa chắc mình đã theo nghề được. Nhưng mà hồi xưa là anh học đại học nào á? Anh học trường nào á? Anh học trường cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Công ty em mình chưa làm về cái gì? Dạ là về ấp trứng đồ á anh. Chuyên về trứng gà. Làm trong trứng chạy. Gà đồ. Thế ví dụ sau này mà em muốn lập gia đình thì công việc ý định em thế nào? Ý định của em á hả? Theo chồng, theo anh, xuất giá tổng thu thôi. Dạ. Về thu tiền cho anh ha. Dạ, thu tiền cho em giữ tiền luôn ha anh. Cho em cả két luôn. Giữ luôn. Em giữ em xài hết sao? Tại vì anh cũng không thích cầm tiền tiêu vặt. Em giữ em xài hết là anh buồn sao? Không, chắc không xài hết được đâu. Dạ, ý là tiền nhiều quá không xài hết được hả? Không phải nhiều hết nữa mà anh tin là em sẽ không xài hết. Em phải để lại chừa lại để dành tiền nuôi con. Dạ. Anh thấy em thế nào? Anh nhìn em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, anh em thấy anh cũng nhìn chững chạc. Dạ. Thì năm nay anh 32 rồi. Dạ. Này em được mấy chị em?
Dạ có, em với chị gái. Người em dự kiến thì bao giờ lập gia đình? Mình tìm hiểu, khi nào mình thấy hợp thì mình tiến tới. Thấy đúng thời điểm thì mình tiến tới. Chắc là nhìn thấy là đúng rồi đấy. Anh quan điểm thế nào về tình yêu? Anh thì nói chung là anh cũng ít yêu linh tinh nên là anh rất là trung thủy. Anh không thích mang người phụ nữ ra làm trò cười. Dạ. Một khi mà anh đã yêu anh sẽ tôn trọng. Đặc biệt em là... cũng như vậy, cũng thích như vậy. Gia đình anh có quan trọng việc coi tuổi không anh? Không, nói chung là tuổi tác nhiều khi hợp mà không có duyên thì cũng bằng không. Nên là nếu mà nó có không hợp hay nó khắc khẩu thì mình sẽ mỗi bên nghĩa đi một xíu. Anh, vậy nếu như em lấy anh thì em sống ở đâu? Trước mắt thì ở chỗ anh làm. Sau này nếu anh về quê em có chịu ra ngoài Bắc không? Ở ngoài Bắc ba mẹ anh có khó không? Tại vì người Bắc thường thường họ cũng kỹ tính, cũng khó. Mẹ anh thì mất rồi. Còn mình ba anh không? Dạ. Nên ba anh cũng hiền lắm. Hello, mì ý ngon không? Dạ. Ngon mà ăn chưa hết đúng không? Lo tâm sự tranh thủ. Không sao, một lúc bấm nút hẹn hò xong rồi ra ngoài mình ăn tiếp. Chị Tường sẽ có một cái game nhỏ nhỏ vui chơi với các em nữa. Ở trong này là có những cái yêu cầu của chương trình. Nếu như các bạn bóc nhầm cái thăm yêu cầu gì thì các bạn sẽ thực hiện cái điều đó. Nhưng mà làm cái gì cơ? Nhưng mà làm cái gì cơ? Ai biết làm gì? Tường chưa biết mà. Đọc lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Em làm sao mà bạn gái nó đáng yêu thì mới được. Em nghĩ chắc em cười là đáng yêu rồi. Cười đi, nhìn cổ cười đi, cổ ok thì cho qua. Cười có gì đâu đáng yêu. Nếu mà làm không được là ra phạt nha. Thục dầu 5 cái, trời nóng thục dầu đổ mồ hôi luôn á. Anh nheo mắt em mà chị. Tao nheo mắt coi. Thôi đừng có binh, tôi chưa thấy, làm lại. Được không? Nheo tên nheo một con, không nheo hai con. Nheo một con thôi, nheo hai con thục dầu. Đúng hai con chị. Thôi vậy mà giờ dễ thương rồi, đáng yêu rồi. Rồi tới bên em, ống nheo vậy nè. Rồi đọc lớn lên nha. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Hên quá, sướng quá. Đưa tay qua đi cưng. Đưa cao cao lên bắt người ta chồm nữa, thiệt tình luôn á. Phải có cảm nhận đó nha. Hôn nhau luôn chị. Thì sao? Có mùi gì? Mùi cháo lòng không? Dạ đúng rồi, có mùi cháo lòng á chị. Tanh tanh á chị, nghe mùi tanh tanh. Nghe mùi tanh tanh thiệt luôn hả? Đúng rồi. Thơm thế mà tanh vô. Trời ơi. Đúng rồi, bán cháo lòng 4 năm nên cái mùi lòng nó quện vô chổng rồi. Nó ngấm vô da rồi. Nó ngấm vô da rồi. Dạ. Đó chứ bình thường à chị. Bình thường hả? Dạ. Ok, chị chơi vậy là để làm gì? Trò chơi cho nó vui để cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi ha. Rồi bây giờ thì trò chuyện rồi, ăn uống rồi. Bây giờ Tường muốn các bạn hãy nói lên cái cảm xúc của mình. Em nhìn em bạn gái rất dễ thương. Bạn nóng tính, không biết có nóng tính không nhưng mà bạn hiền lắm. Em nhận xét gì về anh chàng này? Dạ thì bạn nam thì nhìn cũng chững chạc, điềm tĩnh. Nói chuyện thì cũng hiền lành. Đó là những cái dấu hiệu đáng mừng ha. Bây giờ tới thời khắc quan trọng nhất. Mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Kính thưa quý vị, như vậy là hai bạn ấy đã kết thúc buổi trò chuyện của mình rồi. Bây giờ đến lúc quan trọng nhất sẽ đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Còn theo sự suy đoán của các bạn thì sao? Cặp đôi này có phù hợp với nhau không? Họ có đi với nhau được một quãng đường dài hay không? Hãy nhanh tay đưa ra cái quyết định của mình để xem ai sẽ là người may mắn nhận phần quà từ Cát Tường nhé. Bây giờ Tường sẽ chia sẻ với hai bạn. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Và hãy lưu ý giùm cho chị, bấm nút là hẹn hò nhé. Tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Không phải bấm nút làm bạn cho vui. Trò chuyện 5-3 câu rồi đường ai nấy đi. Không phải như vậy. Nhắm mắt lại. Cảm nhận, suy nghĩ lại cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ. 1 2 3 Rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi. Em trai, em có nhớ là bạn gái em tên gì không? Bạn nhớ. Tên gì? Tên là Hằng. Hãy xin phép Hằng cho anh hôn một nụ hôn lên má để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta quen nhau. Quen nhau đi. Theo cảm xúc của tôi là cặp này họ có rất là nhiều cái điều trùng khớp với nhau đó quý vị. Và ngày hôm nay Tường xin tặng hai bạn những cặp vé xem phim tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là một không gian để các bạn có thể vừa xem phim vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, gửi tặng hai bạn.
đâu ăn nè, thể thao, quan tâm bạn gái hơn nhiều hơn. Trước đây em là đầu bếp, xong mới chuyển sang quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Công việc hiện tại của em thì em là cử nhân điều dưỡng chuyên ngành bên đây hồi sức. Em có gì em gây mê giùm chị bạn này luôn, và em đừng có hồi sức nha. Gây mê và cho mê luôn giùm chị, không có cần hồi sức nha. Hiện tại là em đang đi chống dịch ở bệnh viện dã chiến số 4. Gia đình ba mẹ em có lo lắng lắm không? Được có dặn dò gì không? Cản cũng này kia, nhưng mà em cũng nói là mình con học ngành này thì con phải đi chống dịch. Giờ mình sợ thì ai là người đứng ra chống dịch bây giờ? Cái bạn trai của em á là bạn học của em hay là cái gì? Dạ bạn đó là diễn viên. Cổ hồi sức gây mê ghê ha. Hồi đi học mà cổ đã gây mê luôn ông thầy rồi ha. Em chia tay là vì em đi lính mà em chia tay, hay là chia tay trước rồi mới đi lính? Chia tay là đang đi lính là chia tay. Bạn đó có lên thăm em ở trên quân đội á, xong rồi được khoảng một tuần rồi là bắt đầu bạn đó chia tay em để quen một người khác ở trong quân đội luôn. Hả? Bị một đồng chí cướp tay trên luôn hả? Bạn nào mà chơi kỳ vậy? Các thường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được sự tài trợ chính của nhãn hàng bột giặt Joy, 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã luôn luôn tài trợ chính cho chương trình. Và kính thưa quý vị, chúng ta là đang ghi hình online, cho nên là dịch bệnh đang rất là căng thẳng, cũng đang rất là khó khăn. Và tất cả chúng ta, người dân cũng tuân thủ đầy đủ những cái quy định của nhà nước để giúp cho nhà nước chống dịch. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ khống chế được dịch Covid này và mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường. Và như thường lệ thì trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc ngày hôm nay cũng sẽ có 4 nhân vật tham gia cùng với chương trình. Đó là 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ lần lượt đến với tất cả những người tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Xin cho Tường kết nối bạn nam, vị trí ô cửa màu xanh ạ. Dạ em nghe nha chị ơi. Ok. Chào chị Cát Tường nha. Rồi, đợi chị nha, mình sẽ kết nối 4 bạn luôn rồi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau nha. Rồi, cô gái ở ô cửa màu xanh. Dạ em chào chị ạ. Rồi ok, ổn định rồi ha. Trước khi trò chuyện khó lắm, quay hình online khó lắm quý vị khán giả. Không có đơn giản như ở sân khấu đâu, mà chúng ta phải kết nối những cái đường truyền, phải là ổn định với nhau thì mới trò chuyện với nhau được. Chào cô gái ở cửa sổ màu đỏ nè. Em chào chị ạ. Wow, trời ơi, tôi thấy rồi. À, chào chàng trai ở ô cửa màu đỏ luôn. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Thật sự avatar của 4 bạn này, 4 cá tính khác nhau, rất đặc sắc, rất hấp dẫn. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ có những cái cuộc trò chuyện, những cái cuộc gọi là tranh luận chắc có thể là hấp dẫn lắm đây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cùng thấy, Cát Tường thấy, quý vị thấy thôi, chứ còn 4 nhân vật chính này họ chưa có thấy gì nhau hết, họ chỉ mới nghe tiếng của nhau thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ấy đoán về nhau nữa nha quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đến với những cái video clip giới thiệu sơ lược về 4 nhân vật ngày hôm nay. Thì em chưa yêu ai ít tuổi hơn mình đó, toàn 90 với cả 89 thôi. Ngày xưa kiểu trái tơ ấy, mình làm đầu bếp đấy nhá. Nên chưa chưa kiểu buổi trưa trưa về, nó bắt đầu mình đi làm, buổi trưa về nấu cơm cho vợ ăn. So. Wow, tiếp tục. Màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của tuổi đôi mươi, giữa muôn trùng cờ sao phấp phới, trong tiếng hét vang oai hùng, chân đều chân vai vác súng, vẫn còn cháy trong tim tôi sau vài năm xuất ngũ. Ký ức môi trường quân đội mà tôi nhớ nhất là bạn gái đã nói lời chia tay. Nhưng làm sao để vượt qua được cảm giác đau thương này? Nếu bạn thích tôi, hãy nghe tôi kể ở phía sau nhé. Tôi là con một trong gia đình, nên chữ hiếu luôn luôn đi đầu. Tôi có thể làm mọi bất cứ một công việc nào để chăm sóc bố mẹ. Tôi có rất nhiều đam mê và sở thích như đá banh, chơi bida, bóng rổ, đặc biệt rất giỏi về giày thể thao nữa nhé. Wow. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm.
giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt tròn 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Đàn ông là giữa trong cuộc sống và trong tình yêu thì em ghét nhất là người đàn ông lừa dối, phản bội mình. Em muốn cuộc sống của mình và tình cảm của mình nó có một cái gì đó thoải mái. Em không muốn có sự ràng buộc ở đây. Bạn nó ràng buộc với em khá nhiều nhưng mà em không ràng buộc đó. Em cho bạn đó thoải mái giữa thời gian. Nhưng mà do cái tính thoải mái quá nên bạn đó lừa dối em có một mối tình ngoài. Em không hề biết. Ra là do tính chất công việc của em quá dày đặc cho nên là em ít khi gọi về gia đình. Em đi trực, đi làm và đi học và em ở trọ ở ngoài, em ít về với gia đình. Những người bạn cùng đồng trang lứa với em trong thời gian học, các bạn đã kinh doanh thêm rồi, lo cho bản thân và lo cho gia đình. Còn riêng về ngành của em thì phải học tận 6 năm và bọn em suốt ngày chỉ biết ăn và học thôi chứ không có thể đi làm thêm được. Và bọn em sống trên cái đồng lương ít ỏi của ba mẹ á. Em rất là thương ba mẹ thì đó, chưa lo được cho gia đình nói chung cũng hơi có lỗi chứ. Wow, rất là ấn tượng. Cây thì có ông nội, ông cố, ông nội bà nội trồng. Ba mẹ với anh ba cũng hay trồng cây. Cây chôm chôm nè, có chôm chôm thường, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái nữa. Bài kia có cây seri nữa. Gà này là gà của anh ba, gà đá. Đậu bao nhiêu cũng biết nữa, tại em cũng ít về nhà. Tại nay dịch thì em về. Thú tiêu khiển của bạn là gì? À, em thì lâu lâu em cũng có hay coi đá banh, nhưng mà em coi những đội bóng em thích thôi à. Không biết sao nhưng mà xem hình á thì em thích xem sáu múi, nhưng mà về thể thao em thích coi đá banh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với từng bạn một. Bạn trai ở ô cửa màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Chào chị, em tên là Nguyễn Bá Chiến, quê gốc ở Hải Phòng, làm việc thì và sinh sống ở trong Bình Dương. Công việc chính của em thì là quản lý nhà hàng, quản lý karaoke và một số công việc ngoài lề nữa. Mấy thằng này đâu có làm được phải không, cái nghề của mình? Em cũng nghề nhiều nghề tay trái đó mà. Đâu, kể chị Tường nghe vài nghề coi. Thì em còn làm cái thiết kế nữa, thiết kế bên phòng cháy chữa cháy hoặc thiết kế bên sắt đó, làm sắt đó. Vì gia đình em mở công ty sắt nữa. Thế nên là em về công ty nhà làm. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì chứ? Đồ ăn nè, thể thao, cái quan tâm mình gái hơn nhiều hơn. Cứ đêm là đầu bếp, xong mới chuyển nó qua quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Về khuyết điểm? Là khuyết điểm ít, gặp hay thức khuya vì cái chất công việc thôi. Công việc em tiếp xúc khách hàng nhiều á, ra là nhiều khi sợ người khác sẽ nghĩ là mình chơi bữa ăn chơi đi tinh á. Tiếp khách vậy có nhậu nhẹt gì nhiều không? Tính chất của em là nhậu là phải để tiếp khách ấy, nên em biết kiềm chế bản thân mình. Những lúc mà công việc em nó bận rộn như vậy thì mình có thời gian rảnh rỗi hơn. Rồi nếu rảnh rỗi thì cái sở thích của em là em sẽ làm gì? Ngoài công việc ra thì em dành nhiều thời gian cho bạn gái, đi du lịch hoặc là đi xem phim. Một số thời gian dành cho thể thao, đá banh. Vì em có một đội bóng riêng mà. Ủa vậy hả? Bóng cho người anh em trong quán, trong nhà. Quá dữ, chàng trai trẻ nè, đẹp trai nè, năng động nè, không biết kinh doanh nè, có tinh thần thể thao nè. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn rồi. Nãy giờ tôi chưa tìm thấy cái khuyết điểm nào mà ghê gớm hết nha. Gái ở ô cửa màu xanh, nghe phần giới thiệu của bạn trai em cảm thấy như thế nào, có ấn tượng gì không? Tôi thấy giọng bạn thì cũng dễ thương, tức lại là có lẽ là bạn giữ hành, có công việc ổn định. Rồi bây giờ em giới thiệu về mình đi em tên là gì nè? Em tên là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay thì em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em là cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức. Em có gì em gây mê giùm chị bạn này luôn, và em đừng có hồi sức nha, gây mê và cho mê luôn giùm chị, không có cần hồi sức nha. Cười rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Mà đầu dễ nói chuyện, trong công việc thì em lại thích học hỏi. Vậy còn những khuyết điểm của mình, em thấy là mình còn những cái điều gì mình chưa hài lòng về bản thân nè? Hơi ít nói, nhiều lúc em cũng hơi nhút nhát luôn. Rồi mình có cái đam mê gì không? Mình có cái tài lẻ gì không? Em thì em thích ca hát, cover mấy clip nhảy trên TikTok đó chị. Nhảy hả? Em thích ở ngoài em coi thôi chứ em không. Rồi, rất là dễ thương. Đó là sơ bộ của cặp đôi ở ghế màu xanh nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi ở ghế màu đỏ nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Trúc, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại là em đang học ngành y khoa. Trời, hôm nay hai cô gái của tôi, cô gái nào cũng ngành y hết trơn. Mình kể chút xíu rõ về công việc của mình, cụ thể là mình làm gì đi Trúc ơi. Dạ, hiện giờ em còn học chị, tại vì ngành y khoa là học 6 năm lận chị. Em mới học tới năm 3 mình mới học năm 3 thôi, học 6 năm là còn học 3 năm nữa. Thế trong mùa dịch này thì sao em, công việc của mình như thế nào? Dạ, hiện tại là em đang đi chống dịch
ở bệnh viện dã chiến số 4. Em đi được 1 tháng. Công việc có vất vả lắm không Gương? Một ngày mình làm việc mấy tiếng? Dạ công việc khá là vất vả. Một ngày thì làm từ 8 tiếng và 2 ca. Có khi làm buổi sáng, có khi làm buổi tối. Tại vì nó khá là xa nhà. Như vậy thì trong cái đợt dịch này 1 tháng rồi không về nhà, mình tham gia ở tuyến đầu chống dịch như vậy thì gia đình ba mẹ em có lo lắng lắm không? Rồi có dặn dò gì không? Ban đầu thì ba mẹ mới vô thì ba mẹ cũng lo sợ mình dính dịch. Tại vì em cũng là con gái của gia đình. Cản cũng này kia, nhưng mà em cũng nói là mình con học ngành này thì con phải đi chống dịch. Giờ mình sợ thì ai là người đứng ra chống dịch bây giờ. Cho nên là em xin đi và ngày nào ba mẹ cũng gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tại vì hiện giờ báo chí trên đài truyền thông á, là các đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng là bị dính dịch á, hơi bị nhiễm á, hơi nhiều. Cho nên ba mẹ cũng lo. Đúng rồi. Dạ. Người dân bà con rất là cảm ơn những bác sĩ ở tuyến đầu giống như là tụi em vậy đó. Nhưng mà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Mình phải khỏe thì mình mới giúp đỡ được mọi người nha. Cố lên Thanh Trúc ơi. Nhưng mà chị nghĩ sẽ nhanh thôi. Rồi mình Việt Nam mình sẽ là khống chế được dịch bệnh ha. Rồi. Ê, nhưng mà hồi nãy như chị coi clip của em, chị thấy có khỉ á, chổng phải không? Dạ đúng rồi, em mê nuôi nó. Nuôi mấy con? Dạ có 1 con thôi chị. Dễ thương quá ha, trời cô gái năng động ghê mà còn thích chơi với khỉ nữa. Dễ thương quá. Rồi, một tràng pháo tay cho cô bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch của chúng ta nha. Trời ơi, cười quá trời tươi luôn, chào bạn trai ở đỏ vỗ tay cười tươi quá luôn nè. Em là người cuối cùng đó, em giới thiệu đi em trai. Dạ, em chào chị Cát Tường à. Em tên là Lâm Tấn Hải, năm nay em sinh năm 96 và em tầm 25 tuổi. Em ở quận 12, hiện tại công việc của em là làm công việc là giao nhận cho một cái shop mỹ phẩm ở quận Tân Phú. Nhưng rồi dịch này đâu có làm việc được phải không? Đâu có giao nhận, đâu có ship hàng được đâu đúng không? Dạ đúng rồi, dịch này không có làm được. Rồi hiện tại thì em sinh hoạt của em hàng ngày như thế nào? Dạ hiện tại là em ở nhà với ba mẹ. Với đôi khi trong mùa dịch này em còn có thể bán được những cái đôi giày của em sang sale á chị, để kiếm thêm có chút ra chút vô. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng, em biết chơi thể thao. Còn điểm yếu của em là em còn hút thuốc nhiều với nhậu hơi nhiều. Hồi xưa là như cái clip của em hồi xưa là em có đi bộ đội phải không? Em đi năm 2017 và em về 2019 à. Rồi bây giờ tìm hiểu một chút xíu về đời tư của mình nha. Mời cặp Tú giới thiệu nè. Tú trải qua mấy mối tình rồi Tú? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì kéo dài 7 năm. Thứ hai 3 năm. Mối tình đầu tiên như thế nào? Mối tình đầu tiên thì tụi em quen nhau là năm 99, kéo dài 7 năm. Tại lúc đó thì còn hai đứa thì còn thân thích, nên là mình cảm có đông sáng. Từ sau thì bạn còn trẻ con, còn không chơi gì quá, không có quan tâm em nhiều, nên là cuối cùng là chia tay. Còn mối tình thứ hai là lúc em đang học đại học, bạn đó thì hơn em 2 tuổi. Cái bạn trai của em á là bạn học của em hay là cái gì? Dạ bạn đó là diễn viên. Cổ hồi sức gây mê ghê ha. Hồi đi học mà cô đã gây mê luôn ông thầy rồi ha. Rồi quen được bao lâu? Dạ 3 năm. Thì sau này thì em phát hiện ra là bạn nó đang tán tỉnh một em sinh viên khác khi còn đang quen em. À. Cho nên là em chia tay. Cứ dây vừa vậy đúng không? Cho nên là em quyết luôn. Bởi vậy người ta nói đàn ông á là chỉ có thêm không bao giờ có bớt hết trơn á. Mà muốn kết thúc một mối quan hệ đó là phụ nữ mới chấm dứt, chứ đàn ông dễ gì chấm dứt. Đàn ông không bao giờ mà nói thôi em ơi mình chia tay, không có đâu. Đàn ông chỉ có kiếm thêm thôi à. Đúng không? Trời ơi cười kìa. Trời ơi con Chiến ông cười tâm đắc dễ sợ. Chị Tường nói đúng quá mà đúng không em? Rồi. Thế còn Chiến thì sao? Tình trường của em sao? Em thì 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên á là năm 2015 em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Cô bé kia hơn em 4 tuổi. Dễ thương. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm, cảm thấy hai người sống chung với nhau mà cảm thấy không hợp với nhau. Đây là nếu mà để kể về tại sao chia tay ấy, thì có thể em sẽ không nói ở đây. Cuộc tình thứ hai là năm 2016 tới 2019, cũng hơn em 5 tuổi. Gu này gu lạ. Một người thì mình nói là hên xui, còn cái này chắc cố tình tìm quá. Người thích quen với người lớn hơn nè. Chia sẻ một xíu bí quyết coi nè. Nói chung là về cuộc sống thôi, nhất là người ta chín chắn hơn này. Ngày đó thì thực ra thì em còn nói chung là còn nhỏ đi ha. Rồi là hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Công việc của em ngày đó là đang làm đầu bếp, thành ra thời gian của em rất là nhiều. Thì nói chung là khi mà về ở với nhau rồi thì cảm thấy không hợp nhau nữa. Cái lý do đơn giản nhất của cả cuộc tình đó là không hợp nhau thì mới chia tay thôi.
Còn nếu đã hợp nhau rồi thì đương nhiên nó không thể nào chia tay được. Nhưng mà cái nào cũng thì đương nhiên cái nào cũng không hợp, nhưng mà nó phải cụ thể, có một cái không hợp mà quen tới 3 năm rất là dài thì phải có một cái mấu chốt gì đó mà làm cho mình quyết định là thôi mình dứt luôn. Thời gian làm việc của em, thời gian hai người dành nhau ít hơn thì thành ra là tình cảm sẽ nhạt dần đi. Khi mà mình có thể vượt qua được cái khu vực này, cái khoảng thời gian này thì đó mình sẽ yêu nhau được. Nhưng thì tụi em thì không vượt qua được thời gian này. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì mới cách đây khoảng 3 tháng. Ồ, mới 3 tháng thôi. Thì là mới chia tay được 3 tháng thôi. Còn quen nhau được 1 năm. Cô ấy kém em 4 tuổi. Kém 4 tuổi hả? Ờ, đúng ở Bình Dương luôn. Mối tình này thì là em là quản lý nhà hàng. Cô ấy hay ra quán em nhậu. Thì hai người cũng quen nhau. Thực ra cô ấy còn rất là nhỏ, mới 20 tuổi, 22 tuổi thôi. Nhưng mà tính một trẻ con á, còn em á, thì bây giờ em đang trong cái độ tuổi là phát triển sự nghiệp. Em mới set up, mới thiết kế cái nhà hàng ở Bình Dương, dành thời gian nhiều cho công việc, tiếp khách rất là nhiều. Có khi em thức đến 5-6 giờ sáng mới tiếp khách 5-6 giờ sáng đi về. Thành ra là cô ấy ở nhà cũng chịu, không chờ, rồi là cằn nhằn, rồi công việc, không hiểu công việc của em. Sau nhiều lần xung đột thì từ anh ấy đi. Chị nói thật sự luôn á, mình quen với những người phụ nữ lớn tuổi hơn, có nhiều người ái ngại, chứ thật ra là vẫn không có vấn đề, tại vì tình yêu nó không phân biệt tuổi tác, với lại mọi thứ là do cái duyên số chứ cũng không phải là do mình muốn tìm kiếm chủ đích mình là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái người ta chững chạc hoặc là người ta có cái sự hiểu biết thì người ta sẽ dễ dàng thông cảm với những cái hoàn cảnh riêng của mình, cho nên là thôi duyên chưa tới, hy vọng ngày hôm nay nha. Sẵn cho hỏi luôn là bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè? Mẫu người của em thì cũng đơn giản thôi, bắt buộc phải đại biểu cho công việc của em. Bây giờ hiện tại em đang có một cái dự án startup, nên em đang cần thời gian yên tĩnh để em làm việc, hiểu cho em về công việc của em, hiểu hơn công việc của em. Nhưng mà hồi nãy á, hồi đầu em đã giới thiệu với chị á, có ưu điểm của em á là em rất là cưng chiều bạn gái. Đâu anh nè, thể thao, quan tâm bạn gái hơn nhiều hơn. Cứ đem là đầu bếp, không biết chuyện nó qua quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Đó, nhưng mà giờ trong cái thời điểm này á, tự em đã rớt vô cái giai đoạn là lo phát triển sự nghiệp, rồi mới quen mà em không có cái thời gian quan tâm tìm hiểu người ta. Ví dụ như yêu nhau thời gian rồi đó thì bạn gái mới hiểu thì mới thông cảm cho mình, còn giờ ở cái đoạn mới đang đi tìm một tình yêu mới mà nếu em không dành thời gian cho bạn gái thì làm sao mà mình tiếp cận, làm sao hai bên hiểu nhau được? Hiện tại bây giờ thời gian bây giờ là đang dịch, thành ra mọi người đang rất là rảnh thì thời gian này em sẽ dành cho nhiều em. Mình có thể quan tâm qua mạng chẳng hạn, ví dụ là con Zalo Facebook nào đó. Nói chung là bạn gái có đủ để mình đồng cảm với nhau, hiểu nhau đúng không? Có thể là một tuần có thể đi chơi 2 lần, nhưng mà em á, cái chức việc của em á, khi em làm quản lý nhà hàng thì em lại có rất nhiều thời gian rảnh. Em có thể ở nhà một nửa tháng hoặc nửa một tuần cũng được, không vấn đề gì hết, vì em không làm việc cho lương, em được doanh thu, thế nên là em có thể ở nhà một tháng hay nửa tháng thì cũng không vấn đề gì hết. Em phải dành thời gian đó cho bạn gái em. Đó, em phải chia sẻ vậy cho hai cô gái đỡ căng thẳng, chứ tự nhiên chưa gì chơi mà em ra công việc không rồi không có thời gian cho người yêu, ai mà dám quen với em. Ok, cảm ơn, vậy là hiểu rồi đó. Thì quay lại với Cẩm Tú một chút xíu. Thế thì em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào Cẩm Tú? Tôi nghĩ chính đẹp, tôn trọng với lại thấu hiểu. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không? Cảm ơn em. Có cơ bắp một xíu, không cần phải xấu mút. Có cơ bắp xíu thôi ha, không cần cuồn cuộn ha. Cao hơn mình ha, em cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m55. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến với cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Mời em gái trước nha. Dạ ơi chị, là em mới trải qua một mối tình và anh chàng đó lớn hơn em 8 tuổi. Anh làm gì, có cùng công việc ngành y với mình? Chàng trai đó cũng giống như bạn ô cửa màu xanh, là em quen thầy giáo à. Thầy giáo dạy môn gì? Thầy giáo dạy môn võ. Chương trình bữa nay lựa hai cô gái đều làm ngành y, đều yêu thầy giáo. Ghê thiệt. Rồi sao mà tự nhiên rồi chia tay vậy cưng? Mối tình em kéo dài 3 năm mà. Khoảng thời gian đầu thì yêu nhau, nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết. Thời gian sau là do trong ngành của em đó, em làm đó, nó khá là bận rộn. Em phải trực đêm, rồi ban ngày em phải đi học, rồi nhiều khi chiều thì em đi dạy học nữa, đi làm thêm nữa. Thì cái thời gian của em nó quá ít để quan tâm bạn em á. Nhiều khi tối và em gọi cho bạn, anh ấy là ngủ rồi, anh ấy không có bắt máy em nữa. Sau dần dần đi thì thời gian của em càng ngày càng kín hơn nữa. Em không có thời gian quan tâm cũng như là đi chơi với anh ấy. Cho nên là anh ấy có một mối tình ở ngoài mà em không biết. Chứ là bản thân em là người tin tưởng vào tình yêu. Khi quen một ai đó rồi là nghĩ là mình sẽ đặt hết niềm tin vào người ta luôn. Còn nên niềm tin đó của em đã bị bạn phá vỡ. Nghe chưa Chiến ơi, đó. Mà nếu mà cái ham mê công việc quá là coi như là bị cắm sừng hồi nào cũng không hay, thấy không? Tại vì đôi lúc mình phải sắp xếp cái thời gian cho nó
Ok, ok chị. Cái thời gian sắp xếp nó phải hợp lý trước. Chứ bây giờ cái gì cũng muốn hết thì đâu có được. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Cao hơn em. Ồ, em cao bao nhiêu? Ông cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Bây giờ mình kiếm chàng trai cỡ 1m7 trở lên là ngon lành ha. Và có gì nữa không? Có yêu cầu gì ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc cho mấy, tại em dị ứng mùi thuốc lá lắm. Còn như bạn trai mà đi nhậu nhẹ hay là gì đó thì em còn thông cảm, vì đó là công việc của các bạn. Nhưng mà uống nhậu nhẹ thì phải biết có một chút giới hạn nào đó, phải biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Đừng có đi quá giới hạn của nó không hay. Ok, rồi chúng ta sẽ qua đến với chàng trai cuối cùng là chàng trai ngồi ở khu cửa màu đỏ. Chào bạn Hải ha. Tình trường mình sao? Dạ, nói về tình trường thì em trải qua khoảng 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc còn trước khi đi lính là từ lúc năm em học lớp 12. Kéo dài bao lâu? Gần 3 năm rồi. Em chia tay là vì em đi lính mà em chia tay hay là chia tay trước rồi mới đi lính? Chia tay là đang đi lính là chia tay. Bạn đó có lên thăm em ở trên quân đội á, xong rồi được khoảng 1 tuần rồi là bắt đầu bạn đó là chia tay em để quen một người khác ở trong quân đội luôn. Hả? Bị một đồng chí cướp tay trên luôn hả? Bạn nào mà chơi kỳ vậy? Mà làm sao hai người quen nhau được? Lên thăm em rồi bộ em vẫn đi giới thiệu hết luôn cho nguyên đội luôn hay sao mà anh kia anh quen? Bạn đó là cái lính vệ binh á chị, cho nên là khi ra vô là sẽ được gặp. Rồi em phát hiện ra hay là bạn nó tự thú? Em phát hiện ra xong rồi mà bạn nó chối, xong rồi em mới đưa mấy cái tin nhắn mà em tịch lại được á, là lúc đó là bạn nó quay lại bỏ em luôn. Ủa mà sao em có được tin nhắn? Dạ tại anh đó là lúc mà em hết 3 tháng tân binh á là em có chuyển ra ở chung phân đội vệ binh chung với anh đó luôn. Mà tự nhiên ảnh quen bạn gái em rồi ảnh còn cho em coi tin nhắn của ảnh với bạn gái em nữa là sao? Dạ em cũng không biết nên chắc ảnh không biết á, chứ anh không biết bạn gái em. Rồi lúc đó tâm trạng của em như thế nào? Thì lúc đó là em buồn, xong rồi coi như là mình không làm được gì hết luôn, là không ăn được, không ngủ được. Khoảng thời gian đó là đầu em xuống tầm khoảng gần 10kg. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Mối tình đầu xuống 10kg không ăn không uống. Bây giờ là bạn Trúc á, hiện tại chương trình đang tạm thời ghép đôi với mình á, là không có thích hút thuốc. Bây giờ em bỏ được không? Tại em là trong quá trình em đang trị bệnh bú cổ của em á, cho nên em bắt buộc phải bỏ thuốc và bỏ rượu, nên em đang trong cái quá trình là bỏ hết. À, thế rồi những mối tình sau này như thế nào, có cái gì ấn tượng không? Mối tình tiếp theo là lúc đó em đi lính được khoảng một năm mấy rồi, hơn một năm. Một bạn đó, bạn cũng có tình cảm với em và hai đứa tìm hiểu khoảng một tháng mấy đó chị. Bộ đội sao rồi quen được ai? Do em chơi trên một cái app tìm bạn á. À, rồi rồi chị hiểu rồi, trên mạng thôi ha. Rồi sao nữa? Tìm hiểu nhau một tháng á, là bạn đó lên thăm, lên chơi với em luôn á, là quen nhau được 2 ngày là thôi. Quen nhau được 2 ngày là thôi. Tình yêu gì kỳ vậy? Nhiều quen nhau 1 tháng rồi lên chơi 2 ngày rồi thôi. Sao vậy? Sao nhanh như chớp vậy? Lúc mà em gần bạn đó và em có cảm giác là mình không phải gọi là yêu, cho nên em chấm dứt để cho đỡ đau đớn bạn về sau. Trời ơi, vậy là ông này, cái gu ông này là gu đau đớn rồi gì? Đỡ đau đớn thì cứ yêu đi, chừng nào đau đau. Cứ yêu đi, chừng nào đau đau. Nhiều mới yêu 2 ngày mà sợ đau đớn thì chia tay. Trời ơi, chán không ghê. Rồi, mối tình thứ ba. Tình thứ ba là lúc em ra lính. Rồi ra lính là mạnh mẽ hơn. Ra lính là gần 2 năm là mới vừa rồi, mới chia tay. 2017 em ra là bây giờ là chia tay cũng được khoảng 1 năm mấy rồi. Ờ, lúc này là chín chắn mà trưởng thành rồi, quen cũng được 2 năm mấy rồi, tại sao chia tay? Cái khoảng thời gian mà hai đứa tiếp xúc với nhau á, ở chung với nhau là có những cái mà không hiểu nhau, những bất đồng ngôn điểm á, cho nên là tụi em chia tay. Anh Hải muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ở cái tuổi của em là em muốn tìm một người mà chân thành. Tuổi tác không quan trọng, lớn nhỏ quan trọng, miễn sao là có cái sự trưởng thành, cái đó có sự người lớn, hiểu chuyện một xíu. Em nghĩ như bao lâu nữa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân? Tầm khoảng 4 năm nữa. Kế hoạch mình đưa ra như vậy, còn cái chuyện thực hiện được tới đâu thì là còn tùy ha. Mọi thứ là tùy duyên. Trước mắt là sơ bộ 4 bạn đã giới thiệu với nhau rồi. Như chị Tường chia sẻ lúc nãy nha, là bây giờ chị Tường sẽ cho cả 4 bạn nhìn thấy nhau. Hồi nãy giờ mới nghe thôi, nhìn thấy có cái mặt tôi à, chán quá đúng không? Bây giờ cho các bạn nhìn thấy nhau nè. Và nhớ là luôn luôn mình, bản thân mỗi người đều có quyền có 2 cơ hội để lựa chọn nha. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe trái tim của mình. Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường kết nối 4 bạn với nhau. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2, mở cửa trái tim.
Rồi các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi. Một chút xíu cảm xúc đi. Đầu tiên là mình cảm nhận như thế nào khi mà mình được nhìn thấy so với nghe tiếng nói nãy giờ. Các bạn chào nhau một chút xíu đi. Chiến chào trước nè. Nói chung là em có thêm một bạn mới thì em cảm thấy vui thôi. Còn cảm xúc thực tế thì em khó nói lắm. Khó nói lắm ha. Gặp nhau trực tiếp ở ngoài mà còn chưa có đo được, hiểu được cảm xúc nó, huống chi là đang online như thế này phải không? Ok, thôi được rồi. Như vậy thì từ từ mình sẽ trò chuyện thêm một chút xíu nữa. Bây giờ thì chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề, rồi mình sẽ cùng nhau thảo luận xung quanh cái chủ đề đó để mình hiểu được cái quan điểm cũng như là cái tính cách của nhau. Đồng ý không? Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường xem cái chủ đề đầu tiên. Mẹ ơi, anh ấy lại về nhà muộn và còn không cho con kiểm tra điện thoại. Rồi anh ấy mới đáp trả là cô ấy luôn luôn khiến con phải phát điên, con từ bỏ đây. Đó, cặp màu xanh, Cẩm Tú và Chiến. Bây giờ Tú sẽ nói cái suy nghĩ của mình trước. Nếu đó là hoàn cảnh gia đình của em thì em xử lý như thế nào? Nếu là em thì em sẽ nói những cái điều mình khó chịu về chồng mình. Là mình không thích chồng mình về khuya, hoặc là chồng mình có lý do gì đó, công việc gì nọ phải về khuya, nhất định phải về khuya, thì phải nói cho mình biết để mình, thứ nhất là mình đỡ lo, thứ hai là mình không có suy nghĩ lung tung. Em có điện thoại mét mẹ anh ấy không? Dạ đó, đấy là chuyện của hai người rồi, thì mình nếu mình không giải quyết được thì sau mình mới hỏi ý kiến người lớn. Giống như chị là chị mét á, chị rất là thích thắc mát người lớn, bởi vì mình nghĩ rằng đôi lúc mình nói không chưa có FP, mình phải mét để mình tìm đồng minh. Em thì đến lúc đó thì chưa cần tìm đồng minh, mình muốn tìm đồng minh thì mình phải có chứng cứ mà có lợi cho mình trước để mình lôi kéo đồng minh. Bây giờ muốn có chứng cứ mà kiểm tra điện thoại, em không kiểm tra điện thoại làm sao em tìm được chứng cứ? Mình phải có nhiều mối quan hệ với chị. Bạn bè của ảnh thì trong lúc quen mình cũng phải là quen cả bạn bè của ảnh, làm thân với bạn bè của ảnh. Thì lúc đó mà ảnh có đi mà ảnh không nói với mình thì mình hỏi. Xưa giờ khi mà em quen cái mối tình của em đó, cái gì thầy giáo là bị thầy giáo cấm sừng đúng không ta? Đúng rồi. Ở đó em có kiểm tra, em có đòi kiểm tra điện thoại của người yêu mình không? Mối tình đó thì em quản lý người yêu rất là chặt, là báo Facebook, Zalo là em đều có hết. Lúc đó là bạn nó tự nguyện là cho em biết, tại vì bạn nó muốn chứng minh là bạn đó chỉ có một mình em thôi. Thì em cũng để đó thôi, lo lắng cho anh thăm nhẹ một chút. Tại sao hồi đó yêu thì quản lý, mà bây giờ nếu mà yêu nhà chồng mình thì mình không chịu, không quản lý? Em ngộ ra một điều là lúc mà quen nhau á, tức là mình muốn giữ người ta, mình giữ chặt người ta, mình có quản lý cỡ nào thì người ta vẫn có thể có người khác nếu người ta muốn. Nên là bây giờ mình có quản lý hay không thì cũng quan trọng. Quan trọng là ở cái người nam đó thôi. Này, sao Chiến ơi, chăm chú lắng nghe, kỹ quá mà, phân tích kỹ quá mà. Em có phản biện gì với Cẩm Tú không? Mời em, với cặp vợ chồng như lúc nãy, nếu như là vợ chồng em thì em xử lý như thế nào? Chúc mừng em. Nếu mà giả sử nếu có duyên đi ha, nếu có duyên mà hai đứa về với nhau chẳng hạn, thì chúc mừng em là có đồng minh gì đó. Chúc mừng em là có đồng minh gì đó. Mẹ anh cưng con dâu lắm. Thứ hai là anh nói về tính chất công việc của anh á. Công việc của anh á là có thể cái giờ mà em đi làm là lúc anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về á là lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng á, karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ giấc làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là ngược nhau. Thì cái này em có thể hiểu được cho anh hay không cho em ha. Còn về vấn đề là điện thoại á, thì anh có thể đưa mật khẩu Facebook Zalo của anh cho em, đó là chuyện bình thường. Nếu yêu nhau rồi thì không có gì phải sợ cả, mình không có là không phải sợ. Nhưng cái này, cái nhưng cái rất quan trọng này, cái tính chất công việc của anh á, hầu hết là các bạn nữ, còn vào karaoke là bạn nam. Nhưng anh làm quán nhậu nhiều hơn và anh là người bên chăm sóc khách hàng quản lý, thì anh phải chăm sóc khách hàng rất là nhiều. Thì em khi em ghen như vậy là anh sẽ tự nhiên mất khách hàng của anh. Nghe là không được ghen với khách hàng rồi mét mẹ thì được, cho kiểm tra điện thoại thoải mái. Nhưng mà rồi liệu em có đánh lận con đen không? Biết đâu những khách hàng ai người ta ghen, cái em cũng nói đó là khách hàng, nhưng thật ra đó là cũng là tò te túng tí với người ta rồi sao? Em còn nghiêm túc trong tình yêu lắm. Em khi yêu em nghiêm túc lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai dành cho cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Điểm chung của các bà vợ dễ bị chồng chán, cằn nhằn, lao có cái nhà mà cũng không sạch, mà sao anh không đổ rác? Có mỗi chuyện thu dọn quần áo dặn hoài luôn mà cũng không nhớ. Bây giờ cho Hải nói trước đi. Nên em sẽ nói rõ là em không có thích cái vấn đề đó.
mà đôi khi á là người vợ của mình ra ngoài đường á thì gặp nhiều cái stress ngoài đường á thì về nhà càng nhìn với chồng đó cũng là điều lẽ thường, cho nên mình hiểu thông cảm một phần cũng không sao. Nhưng mà nếu vợ em như vậy thì em có chán không? Với những cái lý do nhỏ vậy mà để chán nhau thì không nên. Em có phải là cái người giỏi việc nhà không, và em có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ không? Tại em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái là sinh thử á, là em cũng làm những vấn đề đó rồi. Với những chia sẻ của anh chồng lúc nãy á thì trước tiên là Tú cảm thấy như thế nào? Em cũng nói luôn là em là một người sống phóng khoáng, em không có cằn nhằn những việc đó. Ví dụ sau này mình là vợ chồng và ở nhau thì mình có thể share việc nhà ra. Tức là những việc đó là người phụ nữ là phải làm, nhưng mà có thể là do công việc em quá bận thì chồng phụ em một xíu công việc cũng được. Công việc đó không đáng để cằn nhằn, việc cằn nhằn nó mất đi tình cảm vợ chồng, em không thích. Còn về việc nãy giờ anh Hải anh cũng có chia sẻ là anh đã từng sống chung với những bạn gái trước đây, có nghĩa là mình có trải qua sống thử và anh luôn luôn hỗ trợ bạn gái trong cái công việc, đặc biệt là công việc nhà, thì em suy nghĩ sao về điều này và em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em không thích cho mấy, tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắt khe, đối với em bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắt khe về vấn đề đó. Cẩm Tú ơi, em thì suy nghĩ như thế nào về việc sống thử? Em không thích sống thử. Về vấn đề mà bạn kiến trước đó có sống thử thì chuyện đó là chuyện quá khứ của nó rồi. Nên là em không có ý kiến. Em chỉ quan tâm hiện tại và sau này thôi. Nếu bây giờ quyết định lựa chọn đây là cái đối tượng của mình rồi, vì để thuận lợi cho công việc và mọi thứ thì anh ấy muốn là dọn về ở chung để tiện chăm sóc cho em, mình cũng đã có kế hoạch tiến tới hôn nhân rồi, thì em có đồng ý không? Dạ chị nói thì chỉ cần ảnh nói chuyện với người lớn thì xin phép ba mẹ đồng ý thì em cũng nghĩ. Ok được đúng, có nghĩa là mình không có ngại, với điều kiện bạn đó thật tình thì cứ đến nhà mình mà trình bày đúng không? Còn ấy có gan trình bày và ba thuyết phục được ba mẹ mình đồng ý thôi. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hết rồi, tranh luận hai chủ đề cũng xong hết rồi. Bây giờ trước khi mà đến cái phần 3, đó là cái phần quan trọng, đó là quyết định, thì các bạn có muốn thể hiện điều, muốn nói cái gì với hai người bạn còn lại không? Hay là mình tặng nhau, mình giao lưu một chút xíu tài lẻ cho cái chương trình nó hấp dẫn chút xíu đi. Đó, bây giờ Hải hãy tặng cho chương trình một bài hát gì cho vui vui đi Hải. Vỗ tay đi các bạn ơi. Rồi, xin mời em. Lạc bước lối, làm sao tìm nhau giữa bầu trời trắng xóa. Vì những ngân tình, người mang theo thành mây khói. Em quên rồi. Mấy năm trong bộ đội thất tình hai lần đó trời, hát được vậy đó trời ơi trời. Thế bây giờ Trúc thì sao nè? Em thì em không có biết hát, nhưng mà em có tại là hay thả thính người ta. Thả thính sao Trúc? Cha mẹ cho bạc cho vàng, không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Vậy thì hai bạn nam cho em hỏi hai bạn suy nghĩ gì về câu đó? Trời ơi, câu đó quá hay luôn chị ơi. Hai chỗ nào? Mình quen được một người vợ nằm nhìn đi thì sức khỏe gia đình mình được người đó chăm sóc hết rồi. Đó là một cái lợi. Lợi à, cũng đúng. Ủa vậy rồi có cái hại gì không? Quen ngành đi có cái hại gì không? Hại là ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Theo quy định của bác sĩ. Không được tự do ha. Nhiều khi rồi vợ kỹ quá rồi, bắt giờ này ngủ, giờ này thức, ăn món này, món kia, món nọ ha. Vậy còn Chiến thì sao? Yêu một mình quen anh đi thì cũng tốt, nhưng mà nó lại trái ngược giờ với em rất là nhiều. Phản khoa học quá, em phản khoa học quá. Người đưa ra đó câu hỏi, em có cái giải trình gì, cái đáp án gì, suy nghĩ gì về câu nói đó? Tại sao em lại hỏi các chàng trai này câu đó? Cái thứ nhất là yêu một nàng ngành y á thì là bọn em biết chăm sóc sức khỏe. Đồng ý. Còn cái ưu điểm thì thức khuya với lại không sợ gì hết luôn. Ngành y không sợ gì hết. Hay, cái này tôi mới biết á. Hồi nãy em anh Chiến nói là anh Chiến hay thức khuya á, mà sao anh nói em trái với giờ anh là như thế nào rồi? Tại vì em cũng thức khuya, em trực đêm luôn mà. Anh cũng đi đêm, anh cũng ăn đêm với bạn bè các kiểu, giao lưu với mọi người, mà sao anh nói em trái với giờ? Không, anh cũng được nè.
anh cứ nghĩ là làm trong ngành y tế, gần cô bác sĩ y tá thì sẽ làm trong giờ rất là hành chính á, từ sáng cho đến tối. Nhưng mà thật ra là Chiến nói đúng á, Chiến nói đúng đó, em chưa hiểu vấn đề. Tại thật ra là cơ bản thì bác sĩ cũng là làm việc ban ngày, cơ bản là làm việc ban ngày và sẽ có trực đêm, chứ không phải là đêm nào cũng phải thức. Còn riêng anh Chiến là đêm nào anh cũng dậy hết á, không có cái đêm nào mà anh về với em đâu. À, đêm nào anh cũng đi làm hết trơn á, ý ảnh là như vậy, hiểu không? Còn bác sĩ là khi nào có bệnh nhân hoặc có các ca trực hoặc là tăng ca hoặc cái gì đó, lâu lâu thì người ta mới trực. Còn bác sĩ thì mình vẫn làm việc chủ yếu trong bệnh viện là ban ngày, ban đêm thì thay phiên nhau trực, chứ không phải là cái làm việc ban đêm. Thế bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 3 của chương trình với tên gọi là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhìn cho kỹ cái biểu tượng của mình, nhìn cho kỹ nhé, và chúng ta sẽ đưa ra quyết định tùy các bạn thôi. Hãy làm sống theo đúng trái tim của mình, mách bảo đúng với lý trí của mình, thích như thế nào, muốn như thế nào thì làm như vậy. Sau 5 giây các bạn sẽ đưa cái biểu tượng mà mình chọn lựa lên. Nếu như mình muốn làm quen, kết nối và hẹn hò với đối phương ở cái ô màu xanh hay cái ô màu đỏ thì mình sẽ đưa cái trái tim cùng màu lên. Nếu như chúng ta không cảm nhận mà không muốn, chưa thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta hãy lịch sự đưa lên cái gương mặt cười, cười tươi như chị Cát Tường vậy nè. Ok, hiểu rõ chưa? Và bây giờ là 5 tiếng đếm, 5 giây của khoảnh khắc quyết định. 5 Mối tình đầu tiên đó là năm 2015, em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm, cảm thấy hai người sống chung với nhau và không hợp với nhau. Đều là nếu mà để kể về tại sao chia tay thì có thể em sẽ không nói đây. Tại em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái là sinh thử đó. Tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắt khe, đối với em, bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắt khe về vấn đề đó. Em không thích phóng thử. Về vấn đề mà bạn Chiến trước đó, có phóng thử thì chuyện đó là chuyện quá khứ rồi đó rồi. Nên là em không có ý kiến, em chỉ quan tâm hiện tại và sau này thôi. 4 3 Âm nhạc đang rất hấp dẫn. 2 Và 1 Rồi. Cẩm Tú, em đưa cái gì vậy Cẩm Tú? Cười của em hả chị? Cười của em á, chị, em người duyên dáng mà có người đau lòng quá. Hôm nay chia buồn với Chiến rồi. Chị Tường chỉ thấy được trên màn hình có một cặp đôi thôi. Đó là một cặp đôi ở hai bạn, đó là bạn Hải và bạn Thanh Trúc ở ghế màu đỏ. Rồi bây giờ từ từ cái cặp đôi chúc mừng tôi chúc sao đi. Bây giờ tôi hỏi cô Cẩm Tú nè, sao mà cô đưa mặt cười vậy cô Tú? Thật ra thì em thấy anh rất là tốt, ngoại hình cũng ok, công việc ổn định, nhưng mà với là công việc của ảnh thì em sợ thì sau này không có nhiều thời gian để gặp nhau. Công việc của anh á là có thể cái giờ mà em đi làm là lúc anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về á là lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng á, karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ giấc làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là ngược nhau. Tại vì ảnh thường làm buổi tối, em thì bình thường em sẽ làm theo giờ hành chính, hoặc là em có đi trực tuần khoảng 1-2 ngày. Thì em sợ sau này người không có gặp nhau nhiều chị. Thật ra đó cũng là một cái lý do rất là chính đáng, rất là tiếc luôn á, chứ chị thấy thật ra hôm nay Chiến với Cẩm Tú cũng rất là đẹp đôi nha. Nhưng mà hai bạn đã không có bấm nút hẹn hò thì chương trình sẽ không có kết nối được hai bạn với nhau. Như vậy đúc kết lại ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một cặp đôi thôi. Một lần nữa là chúc mừng Hải với Thanh Trúc nha. Nếu mà trên sân khấu là nãy giờ tôi bắt hai bạn nắm tay nhau và hôn nhau rồi để chụp hình làm kỷ niệm. Cảm ơn. Rồi bây giờ đến quà tặng dành cho các bạn nè. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay quý vị theo dõi chương trình thì cũng nhiều cung bậc cảm xúc giống như Cát Tường đúng không?
phải khen là bà Mai cũng cố gắng hết sức rồi, chứ mọi người biết là Mai mà online như vậy nó căng thẳng lắm, rồi phải lắng nghe rồi phân tích rồi dữ lắm, và phải công tâm để mà cho các bạn ấy hiểu nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là tiếc chỉ kết đôi được với một cặp đôi thôi. Cặp đôi đã bấm nút hẹn hò thì các bạn á sẽ được tặng mỗi bạn là một năm xài miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Khi nào mà các bạn báo tin hỉ cho chương trình thì để chúc mừng sự thành công của các bạn, chứ giống như là sự thành công 2 trong 1 của các bạn, thì nhãn hàng bột giặt Joy sẽ hân hạnh tặng mỗi bạn là 2 cộng 1, có nghĩa là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha các bạn nha. Hai bạn kia cũng vậy, dù là hôm nay mình không có hẹn hò, không có kết nối được với nhau, nhưng mà cũng có phần quà an ủi. Và bột giặt Joy cũng gửi tặng cho các bạn mỗi người là 1 năm xài bột giặt Joy miễn phí luôn. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCB Media. Hãy đăng ký ngay Netlo để được theo dõi chương trình sớm nhất nha quý vị. Tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho những cái bạn gặp gỡ nhau nè, rồi kết đôi cùng nhau nè, và chúc cho các bạn hãy sẽ hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỉ cho chúng tôi. Lưu ý giúp Tường nha. Bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào các bạn.